vô hết rồi. Hello các bạn, bên hai mình sẽ đi câu cá. Mình đi câu cá, mình sẽ câu mồi riêng của mình. Mấy bạn thường mấy con câu mồi gì? Mồi trùng, mồi cá, mồi thức ăn có sẵn hay là sên. Đây mình sẽ câu bằng, bạn biết gì không? Bánh mì. Đó. Nhưng mà trước khi mình đi câu cá thì mình phải câu mình cái phải không? Mình phải cho mình no cái nào. Phải gì? Mình ăn món này chưa? Và anh mày với chuối chưa? Đó. Đâu ngon. Nói chứ mình sẽ ăn cái phần vỏ ngoài, phần cửa, phần ruột bên trong lại để mình câu cá nha các bạn. Mình sẽ móc lại cái phần ruột bên trong lại hết luôn. Có bao nhiêu cái ruột mà mình móc lại hết nên câu cá. Video này chủ yếu là mình không phải muốn thu hoạch cá mà mình chia sẻ với bạn là một loại mồi. Một loại mồi này là rất thông dụng, câu rất là hiệu quả nha các bạn. Đó, mình sẽ được bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây và chắc cũng mấy cục, mấy chục cục mồi đó mấy bạn. Thì mình câu trong vòng buổi sáng nè. Bây giờ mình sẽ câu mình trước. Bằng gì? Bằng chuối. Ngon cỡ. Quá ngon. Để em nấu ông bên rồi. Bây giờ á, bây giờ á, mình có chuối nè, có ruột bánh mì không? Không phải hai thứ này vào, sẽ câu được không? Mà mình cần một loại thức ăn đặc biệt. Đang đang đang. Đó. Rồi giờ mình sẽ làm cho bạn coi làm như thế nào để ra được chiên thức ăn nha. Rồi, theo mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ lột cái chuối ra nha các bạn. Đó. Lột chuối ra để đây. Để đây nha. Rồi. Sau đây. Mỗi một cục mồi của mình á thì mình tùy vào mình muốn câu lớn á thì mình sẽ làm cục mồi mình lớn nha các bạn. Đó. Cục mồi phải lớn. Đúng chưa? Mình sẽ quết vô trong chuối này nè các bạn. Bạn chà kỹ vô trong chuối nha. Bạn chà kỹ hơn chuối, nắng cho nó tròn lên. Đó. Rồi các bạn sẽ bỏ vô trong cái bịch thức ăn này nha. Bỏ vô đây. Đó. Nó dính không? Đó. Rồi mình sẽ bỏ trong đây luôn nha các bạn. Đó. Một cục. Giờ làm tiếp một cục nữa nha. Bạn cái nắng cho nó tròn lên. Ok.
cái chuối này nó sẽ giúp cho cái bánh mì này nó nở nhẹ ra và nó giữ chặt không có bị gã nữa các bạn. Nhưng mà mấy bạn ngâm ngâm trong nước lâu quá mà cá chưa chịu ăn nên nó cũng nở à. Yeah. Em hỏi rồi cứ thế mà mấy bạn làm hết cái phần ở đây thôi ha. Đó, cứ thế mà làm hết thôi. Rồi làm xong rồi thì mình sẽ đi câu nha. Mấy tập